Hey yo, what's up? Trong năm sau anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber NM Gaming cho tựa game Meta Slump của VNG. Và hôm nay là chủ nhật, ngày 25 tháng 2, chúng ta có gì anh em nhá? Đa số ngày chủ nhật là sẽ không có gì đâu anh em. Mình sẽ lướt qua một chút về hoạt động ở trong này. Có tặng quà miễn phí này. Thắp đăng hoa tiêu này. Đèn đỏ rừng này, cái này tí mình tham gia sau nha anh em. À, hôm nay mình đổi được cái này rồi anh em. Đây. Sau khi mà hoàn thành 3 giai đoạn thì chúng ta đã nhận được cái Elixir cao bồi phía tây anh em. Đó, Elixir cao bồi phía tây. Đây, nhận này anh em. Nhận về. Đó, cuối cùng thì sau mấy ngày chúng ta nhận được Elixir cao bồi phía tây. Một trong những nhân vật mà rất ít người chơi thì hiện tại này, có lẽ cũng chỉ là một nhân vật làm nền thôi anh em nhá. Một bộ trang phục mới. Đồng ý nhận thôi. Nói chung là cho thì cứ xin thôi, đúng không anh em? Cho thì cứ xin thôi, hàng miễn phí mà. Nói chung là đa số là đây là một bộ skin xấu nha anh em nhé, bộ skin siêu tầm thôi. Đa số là hàng miễn phí thì không phải là hàng ngon đâu anh em, đúng không? Hàng miễn phí thì không phải hàng ngon đâu. Điểm danh ngày thứ 188. Shop. Shop thì ngày hôm nay bán cuốc này, đây. Đang có 10 60 ruby. 60 ruby nhận về 5 cuốc à, 1 đến 5 cuốc mua nha anh em nhé. Mình đang thiếu mảnh Elixir rồi. Đây có lẽ không biết có nên mua không anh em. Hai cuốc này. Đây. Có mảnh của Elixir này. 10 mảnh 630, 20 mảnh tận 1600. Thôi mình mua, có lẽ mua nha anh em. Vé cầu nguyện. Cái này nên mua anh em. Mấy cái vé cầu nguyện này mới là cái cần mua này anh em này. Sau này để thức tỉnh vũ khí này anh em này. Đúng không? Sau này để thức tỉnh vũ khí này này. Đấy, có vé cầu nguyện đây này anh em này. Đây, vé cầu nguyện này. Cái này đáng mua này anh em này. Sau này dùng để cầu nguyện thức tỉnh vũ khí này anh em này. Nhưng Elixir thì mình đang thiếu, có nên bỏ ra 630 để mua không? Có này anh em nhá. Quay thì quay không đủ. Chắc hôm nay có quay Elixir à? Lướt qua một vòng đã anh em nhá. Lướt qua một vòng đã. Cứ lướt qua một vòng đã. Elixir thì mình chỉ cần hai mảnh nữa, có lẽ mình chắc cần phải mua thôi nha. Tại sao mình nói anh em mình không cần phải mua Elixir? Thật sự là mình không dùng được, đến thời điểm hiện tại mình không dùng Elixir nữa anh em nhé. Bây giờ à cái gì nhở, con Ascender chứ quên mất anh em, sorry anh em, không phải Elixir mà là Ascender. Ascender thời điểm hiện tại này có lẽ mình cũng không dùng nữa. Anh em nhìn này, mảnh của nó đây. Bây giờ mà lấy Ascender về dùng thì nó cũng muộn rồi anh em. Đây, lõi của nó này. Bây giờ lấy về chỉ dùng để đi lạc lối vực sâu thôi. Đây anh em nhìn này. Tốt nhất là không nên mua. Đây anh em nhìn này. Hiện tại mình đang có 48 trên 50 mảnh. Đây cho anh em xem. Rồi cái mặt mình sẽ che mất. Đây 48 trên 50 mảnh này. 48 trên 50 mảnh tín vật của Ascender này. Nên mình đang suy nghĩ về việc là mình có nên lấy hay không, có nên mua hay không. Đằng nào thì Ascender mình cầu nguyện nó cũng ra. Thôi cứ từ từ bỏ ra anh em nhé, cứ bỏ là đấy 48 trên 50 mảnh. Tâm nguyện thì nó sẽ ra đây anh em, tâm nguyện thì nó sẽ ra nốt hai mảnh. Ascender mình lấy về mình chỉ để đi lạc lối vực sâu, chứ bây giờ Ascender lấy về chả có laser thì cũng chả chơi được đúng không anh em. Nói chung cũng khó, cứ bỏ tầm này thôi, tầm này thôi bỏ chờ cầu nguyện anh em. Chứ mua thì tự nhiên giờ tốn ruby để mua thì nó hơi tốn anh em đúng không. Tốn 630 ruby để mua mảnh nhân vật này thì nó hơi tốn. Thả mua cái này còn hơn. Vé cầu nguyện này. Vé cầu nguyện này tích để dùng được nhé anh em nhé. Đúng không? Vé cầu nguyện này tích để dùng được. Được 13 vé. Được 7 vé. Vé cầu nguyện này thì còn mua để tích được này. Chứ còn Ascender mua thì giờ mình không dùng được đúng không? Không cho vào tem được. Đấy, súng thì không có, nhân vật thì không đủ thì chả để làm cái gì cả, nó hơi phí. Có lẽ là mình sẽ chỉ để nó vậy thôi. Chắc là hôm nay nó cho quay, hôm nay chắc là trong cái đào kho báu, hôm nay cho đào Ascender anh em, khả năng vậy. Đào kho báu hôm nay chắc cho đào Ascender. Đây, đặc biệt giới hạn dành cho Ascender đây anh em. Đặc biệt giới hạn dành cho Ascender đây. Đào 60 lần chắc chắn ra Ascender anh em nhé. Mình chả đào làm gì. Cũng chả đủ cuốc mà đào. Vậy có 12 cuốc. 12 cuốc là mua mắc thêm được 21 cuốc là ba mươi mấy cuốc, chả chả ra nổi đúng không, tự nhiên thốn, tự nhiên thành ra nó thốn đúng không. Rồi không có thì thôi vậy nhỉ.
Đằng nào bây giờ muộn quá rồi, giữa gần cuối mùa 2 rồi bắt đầu mới lấy Ascender về để chơi thì nó bị thọt rồi nhỉ. Thà để dành chờ season 3 hơn. Chờ luôn mùa 3 thôi nhỉ. Chứ bây giờ cũng không ăn thua. Chứ bây giờ cũng không ăn thua đâu. Chứ bây giờ để mà lấy về thì cũng không ăn thua. Mặc dù nhìn thì thèm thật đấy đúng không? Tích cóp là cũng thèm thật đấy nhưng mà không đến mức phải cú đấm ăn xôi lấy Ascender. Anh em hiểu không? Không phải cú đấm ăn xôi lấy Ascender xong lại bị thọt thêm. Lấy ăn xôi theo Ascender để rồi thọt thêm không để làm gì anh em nhé. Cũng lấy vào xong để thọt thêm thì không giải quyết vấn đề gì nên là thôi cứ dùng Lina vậy, cứ dùng Nina và Lina. Đọc nó hơi sai một tí nhỉ. Số cooler 16.715 kinh thật. 16.000 này đáng sợ thật, 16.000 lại còn 675, cách như mẹ một chân trời người nhỉ, đúng không, cách một chân trời người. Cách một chân trời cơ. Cách một chân trời cơ anh em ạ. Cách thẳng một chân trời cơ. Cách hẳn một chân trời cơ anh em ạ. Scooter nữ hoàng vinh quang Ascender lâu lắm mới nhìn thấy. Con này à, anh nghe chuyện hơi khó rồi nhỉ. Tôi thế chứ. Tôi thế chứ. Cừu kích. Kích cừu nha. Mở thêm một đợt nữa đã. Không được cái nào. Chiều không có ma là đi chơi anh em ạ.
Chiều thì không ông nào chơi nhá. Không có ông nào ở đây. Không ông nào vào luôn. Bịp thật. Bịp thật sự anh em ạ. Không có ông nào vào đây luôn. Có AK thần long thì nhìn đẹp phết đấy chứ. Người nhá. MS chủ tịch. Con này như nó không tính dị thường hay sao anh em nhỉ? Anh em thấy nó có tính dị thường đâu. Đúng không? Con này nó có bị tính dị thường không? Con Anta này không tính dị thường. Thấy kỹ thuật thị trường mọi người nữa. Cũng sàn sàn như thế nhỉ. 1 phút 18, 1 phút 19. Cũng sàn sàn như vậy nhỉ. Không được một cái quả lọ F2 nào. Sàn sàn như thế anh em nhé. Rồi, xong hai ải thôi. Hôm nay chỉ làm hai ải thôi. Không làm nhiều đâu anh em. Hôm nay chỉ làm hai ải thôi. Hôm nay chỉ làm hai ải thôi. Mình phải lên 14 năm nữa nhỉ. Mình cần nhận thưởng ngoài được không mà. Đúng không? Hôm qua mình cần nhận thưởng được ở đây nữa rồi. Đó, anh em nhìn nhé. Thưởng ở đây nữa. Cái chinh phục năng động. Mình tưởng mình có nhận thưởng ở cả đấy nữa nhỉ. À, đã tổng kết thôi anh em. Đã tổng kết của cái thưởng đấy đâu. Chưa tổng kết của cái thưởng đấy nha anh em nhé. Chưa tổng kết của cái thưởng đó. Chưa tổng kết của cái thưởng đó anh em. Chưa tổng kết của cái thưởng đó đâu. Mẹ thế tháng là chưa mua đây anh em. Má thẻ tháng còn chưa mua anh em ơi. Mua cái thẻ tháng này thôi. Thẻ nào sóc báu vật điều ước không đến mở khóa. Thẻ nào mấy hôm nay không đến mở khóa mảnh SNR của mình. Thẻ nào 48 mảnh. Cày thật. Thế nào không thấy mở khóa cái đấy ra nhưng em nhé, đúng không? Thế nào không thấy mở khóa cái đó ra. Thế
Thế nào không thấy mở khóa cái đó ra anh em ạ. Cứ chờ mong mãi. Cứ chờ mong mãi mảnh Ascender. Hóa ra là do mình chưa mở khóa cái thẻ tháng đó nha anh em nhé. Thẻ tháng thì không biết nó có bán ở trên đấy nữa không nhỉ. Mà cái thẻ tháng này nha, lúc thì nó bán ở trên shop nha anh em. Lúc thì bán ở trên web, lúc thì lại không bán. Đây, mình thử lên trang web của nó này. Xem nó có bán không anh em nhé. Lúc thì thấy có bán, lúc thì không. Đây, có bán thẻ tháng ở đây nha. Đây, lần này thì bán thẻ tháng này. Số chiến đấu cũng bán này. Thẻ tháng kỳ hạn 3 tháng này. Có lẽ mình sẽ mua cái thẻ tháng này, nhưng mà để tí nữa mua vậy. Nhìn thấy nó có là được nha anh em nhé. Nhìn thấy nó có là được, sẽ mua kiểu 3 tháng một 300 nghìn. Nhìn thấy nó có là được rồi nhé. Thì sợ nó không có đâu. Chỉ sợ nó không có thôi. Chỉ sợ nó không có thôi nha anh em nhé. Chứ thấy nó có là được. Nói chung bây giờ chơi game không nạp nhiều rồi nhỉ. Giờ chỉ nạp với quỹ. Bây giờ mình nghĩ lại, chơi sau 6 tháng chơi thì cũng túc tắc rồi nhỉ. Túc tắc rồi. Chơi nạp thẻ tháng với cả mấy cái gói quỹ lõi này. Quỹ đùi gà này. Chơi gọi tàng tàng thôi nhỉ. Cũng không ham nữa, cũng không đến mức ham quá nữa. Nào, sáng treo không có gì à. Xấu ấy, xấu bạo kích. Dũng mãnh. Xấu vậy. Trọng kích. Xem thường. Đúng thằng điểm yếu. Xấu thật. Nhìn nó muốn tạo lại luôn rồi ạ. Thề các bạn. Nhìn nó muốn tạo lại luôn rồi. Xấu dã man. Ôi dồi, cái này cũng thế nhỉ. Tạo mới 4 phát không ra cái gì thì chịu rồi. Xấu thật. Đúng một ngày không không chơi được. Full bộ xấu luôn. Thử bộ này đánh như nào. Lâu lâu lắm mới đánh truy kích thần tốc nha anh em. Đó, gần đây cũng không ai đánh truy kích thần tốc nữa thì phải. Không hiểu. Rõ ràng mình chạy ra tí đằng này tự nhiên được chết nha anh em. Ảo ma đấy nhỉ. Ảo ma thật sự ấy nhá. Ảo ma thật sự ấy nhé. Rõ ràng tôi đứng tí đằng này đấy. Lao đầu vào chỗ chết này nhờ.
này nó có cái đòn giật lại. Đó, nó chưa không đủ đam rồi. Không còn Lina đủ đam nữa nhỉ. Đừng chết Lina nên không đủ đam. Đó, còn Lina là đủ đam. Còn Lina là đủ đam anh em nhỉ. Đúng không? Còn Lina là đủ đủ đam đấy. Rồi, thách đấu lại nốt phát này rồi anh em nhỉ. Đủ rồi, đúng không? Nhìn tầm đó là khả năng đủ. Hoặc là bút lấy đẹp đẹp một tí nữa là nó chết rồi. Không đủ à? Tưởng đủ mà lại không đủ ấy anh em ấy, đúng không? Tưởng đủ mà không đủ. Vẫn là do bút thôi nhỉ. Vẫn là do bút một tí. Vẫn là do thiếu cái bút ngon ngon một tí rồi nhỉ, đúng không? Đồng lòng để thấy sao chép. Thêm cái trên 70% nữa là ok ấy nhỉ. Mẹ cái cuối lại chả có cái mẹo gì nhỉ. Cái cuối lại chả có cái vẹo gì. Cái cuối lại chả có cái vẹo gì. Sau lưng nữa thôi nhé. Cái này ăn được ấy nhờ anh em nhỉ. Cái này ăn được thì con mình bắn lỗi. Những người chơi không kỹ đang khổ thật anh ạ. Những người chơi không có kỹ đang khổ thật sự. Rồi, qua nốt con boss để tôi nghỉ anh em nhé. Nốt qua con boss để tôi nghỉ vậy. Đúng người chơi không có kỹ năng khổ vãi đái. Chắc là combo chuẩn.
vẫn không được. Vẫn thiếu thiếu một cái gì đó thì nhá. Thôi thì xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại em clip tiếp theo nhá. See you again và thank you.